Video này thì tôi sẽ hướng dẫn sơ bộ cho các anh chị và các bạn một cái quy trình, cái cách thức để các anh chị và các bạn có thể bán hàng ra nước ngoài. Bán hàng ra nước ngoài. Thế thì khi nói về bán hàng ra nước ngoài ấy, thì nó sẽ có hai cái mô hình chính. Mô hình thứ nhất là bán buôn. Bán buôn tức là mình xuất khẩu bán hàng ra nước ngoài. Và mô hình thứ hai đấy là bán lẻ, là mình bán trực tiếp, bán lẻ đến tay người tiêu dùng ra nước ngoài. Đấy. Thế thì ở đây thì tôi đang tư vấn cho một công ty, họ đang bán buôn và bán lẻ tại Việt Nam rất tốt rồi, thì họ muốn bán ra nước ngoài theo cả hai hình thức là bán buôn và bán lẻ. Thế thì hình thức thứ nhất là bán buôn thì họ sẽ tìm nhà nhập khẩu, họ sẽ tìm nhà nhập khẩu. Đó. Còn hình thức bán lẻ là họ sẽ bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng là người bản địa ở cái quốc gia đó hoặc là người Việt ở cái quốc gia đó. Được chưa ạ? Thì đây tôi sẽ cho các bạn xem cái gọi là cái nhóm để các bạn hình dung ra một xíu thôi. Vâng. Đấy, thí dụ như là ở đây thì chúng tôi muốn bán cái sản phẩm phụ kiện tủ bếp, tủ áo ra thị trường nước ngoài, cụ thể là Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, đấy một số nước thị trường Đông Nam Á. Đây. Đấy, tác Phan Anh vào đây. Đấy, thế thì mình sẽ cần những cái gì? Đấy, thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái fanpage, mình sẽ tạo một cái fanpage của cái sản phẩm đó ở một cái thị trường đó. Thí dụ như là bạn muốn chạy sang Malaysia thì bạn sẽ tạo một cái fanpage tên thương hiệu của bạn là PA, PA là tên thương hiệu đúng không? Decor hay là Home Kitchen hay là cái nội thất, cái gì đó bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng bản địa. Tiếng bản địa là tiếng Thái, là tiếng Malay, tiếng Indo, đấy, tiếng Philippines có thể là dùng tiếng Anh được, tiếng bản địa. Mình tạo một cái fanpage có tên như thế, sau đó mình đưa hình ảnh, mình đưa thông tin ở trên đó là thông tin về công ty, về đơn vị sản xuất, về hàng hóa, về hình ảnh, về video mình đưa lên. Và lưu ý là mình khi mình đưa lên, mình sẽ đưa bằng tiếng bản địa, đưa bằng tiếng bản địa. Hiện nay thì Google Translate, tức là công cụ dịch của Google, thì cho phép chúng ta dịch rất là tốt. Đấy, tuy nhiên, cái cách mà chúng ta dịch Google ấy, sang tiếng Thái hoặc là sang tiếng Indo chẳng hạn, hoặc là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh ấy, thì một cái mẹo rất là nhỏ để mọi người có thể dịch tốt và chính xác, đó là chúng ta viết những cái nội dung quảng cáo, viết dưới dạng câu đơn, câu trực tiếp và câu ngắn. Đấy, thí dụ như thế này gọi là câu đơn này. Công ty chúng tôi là công ty ABC. Thế thì nó dịch sang tiếng Anh hay tiếng Thái nó dịch rất là chuẩn. We are ABC Company là xong, đúng không? Chúng tôi tìm kiếm nhà phân phối độc quyền tại Malaysia. Thế thì Google nó sẽ dịch là We are looking for distributor hay là exclusive distributor in Malaysia. Đấy. For the products, our products, blah 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 blah, kiểu kiểu như thế. Hoặc là nó dịch sang tiếng Thái gì gì đấy, dịch sang tiếng Malay gì gì đấy. Thì tôi những cái ngôn ngữ đấy tôi không biết, thì tôi biết một chút tiếng Anh thì tôi nói với các bạn. Cách mà các bạn viết quảng cáo là viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt trực tiếp trên Google Translate. Đấy. Và các bạn viết bằng ngôn ngữ, viết bằng ngôn ngữ những câu đơn giản, câu trực tiếp, câu rõ nghĩa, đúng không? Đấy, chúng tôi là công ty PA Marketing, đúng không? Chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Chém gió thế. Ok. Thế đây, ví dụ đây là nó tiếng Pháp, đúng không? Hoặc là mình có thể chấm vào đây, đúng không? Đấy, chia thành hai câu. Đấy, hoặc là bây giờ mình muốn dịch sang tiếng Thái, đúng không? Mình muốn dịch sang tiếng Thái ở Đông Nam Á đi. Thì Thái Lan đâu rồi? Malaysia đây. Chữ thì. Đây, tiếng Thái đây. Đấy. Đấy, thế đây, nó sẽ ra như thế này. Đấy, mình nó ngôn ngữ tượng hình nên là mình cũng không hiểu lắm. Thế thì mình sẽ copy cái đoạn này, mình cho vào phần phụ đề. Đấy, sau đó mình sử dụng hình ảnh.
mình sử dụng hình ảnh, nên sử dụng hình ảnh trong quảng cáo, nên sử dụng hình ảnh thì nó dễ hơn. Còn video thì nó đòi hỏi là chúng ta phải bắn phụ đề nhiều hơn, phức tạp hơn. Đấy. Và chúng ta tạo page xong này, chúng ta dịch tiếng tiếng bản địa, dùng hình ảnh bắn tiếng bản địa vào này. Thế sau đó thì chúng ta nên tạo thêm landing page, nên tạo thêm landing page để chúng ta chốt đơn khách hàng trên landing page, hoặc là đưa thẳng về website của chúng ta với bài viết bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, đúng không ạ? Trong trường hợp xấu nhất thì bạn có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu mà bạn bán sang châu Âu, sang Mỹ thì tiếng Anh nó rất là ok, hay là nhưng mà bạn bán sang Thái hay là sang Indo hay sang Malaysia hay là sang Dubai thì nên sử dụng ngôn ngữ tiếng bản địa, tức là tiếng của cái quốc gia đó. Và chúng ta tạo landing page. Tại sao phải tạo landing page? Bởi vì là khi mà tạo landing page thì chúng ta sẽ không phải chat nhiều, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, đặc biệt là chi phí về nhân sự. Chi phí về nhân sự. Rồi, tiếp theo là chúng ta cũng sẽ phải tìm một cái đơn vị người ta gọi là fulfillment, tức là thực hiện cái đơn hàng đó. Thí dụ như là hàng này sẽ được ship từ Việt Nam đi. Đấy, giả sử tôi bán cái hộp này là cái hộp điện tử, tôi sẽ bán từ Việt Nam đi sang Thái Lan chẳng hạn, tôi nói thí dụ thôi. Thế thì sẽ có đơn vị người ta sẽ nhận cái hộp này từ Việt Nam, người ta chuyển sang, người ta tính phí cho anh Phan Anh là thí dụ như là hết 10 đô la tiền Việt hay là 5 đô la tiền Việt. Thế xong đó người ta cũng giao hàng, người ta cũng có phí thu hộ, cũng có phí telesale, phí chat, có nhiều loại phí nó cộng vào. Thế thì ví dụ như là nó chiếm khoảng 20% cái giá bán chẳng hạn thì mình ok, cộng với khoảng độ 20-30% giá quảng cáo mình chưa tính được nữa thì mình có lợi nhuận khoảng 50-60% hoặc thậm chí lên đến 70% lợi nhuận gộp là mình ok. Đấy. Tiếp theo là mình cần sử dụng những cái công cụ gì, đúng không? Mình sử dụng những công cụ gì? Ví dụ như là dễ nhất thì mình sử dụng Facebook. Dễ nhất thì mình sử dụng Facebook. Đấy. Thì ở đây thì tôi đã tạo sẵn một số những cái ngôn ngữ. Đây, đấy, cái quy trình chạy là tạo fanpage này, đấy, quốc gia đó này, tạo nội dung quảng cáo bằng tiếng Việt này, sau đó là dịch này, đấy, mục tiêu bán hàng là tìm nhà phân phối hoặc là bán lẻ trực tiếp này. Đấy, chạy quảng cáo Facebook trước, sau đó là chạy quảng cáo Google này hoặc là YouTube vân vân này. Đấy. Và để chốt đơn thì chúng ta sẽ tạo landing page hoặc là đường link web. Đấy, để giảm được cái chi phí thời gian và nhân sự tư vấn. Đấy. Sau đó thì mình có thể thay đổi các landing page và bắt đầu nạp ngân sách chạy quảng cáo thử và thay đổi chiến dịch vân vân. Đấy. Thế thì ở đây thì khi đó thì tôi mới tạo ra cái các bạn hãy gửi cho tôi đây những cái fanpage bằng tiếng Malay, tiếng Thái. Đấy, thì đây này là tôi đang tạo cái nội dung này là nội dung được viết bằng tiếng Malay, sử dụng hình ảnh. Đấy. Thế sau đó thì mình sẽ sử dụng công cụ chat trên Facebook hoặc là chat trên WhatsApp khi mà mình muốn chốt đơn với khách hàng. Đấy, hoặc là mình có bộ phận fulfillment lo từ A đến Z. Thì hiện nay các bạn biết rằng là rất nhiều các bạn trẻ đang bán hàng sang Đông Nam Á, bán hàng sang Nhật, sang Hàn, bán hàng sang Đài Loan, bán hàng sang châu Âu, sang Nga, bán hàng sang Mỹ. Đấy, tùy thị trường, tùy khu vực, tùy sản phẩm các bạn chọn nhé. Và các bạn lựa chọn kênh bán, có người chọn Facebook, có người chọn Google, có người chọn TikTok, có người thì chọn Twitter hay X, có người thì lại chọn Amazon, chọn SC. Thực ra bán hàng sang nước ngoài nó cũng là một cái bí quyết, nó cũng là một cái kinh nghiệm, chứ không phải là nói mấy câu trong cái video khoảng 10-15 phút như này là giải quyết được hết đâu. Bởi vì nếu mà bán hàng trên Amazon chúng ta cũng phải học rất nhiều. Muốn xuất khẩu được chúng ta phải mở tài khoản của Alibaba mà chúng ta phải học rất nhiều. Đấy. Và chúng ta phải đáp ứng được các tiêu chí xuất khẩu, nhập khẩu, chứ không phải là cứ chạy quảng cáo là được đâu. Đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu rất là rõ. Muốn xuất cái sản phẩm này vào cái thị trường đấy thì nó đòi hỏi những cái tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, giấy tờ chứng vân vân như thế nào. Mình phải biết rất là rõ. Còn bán lẻ thì dễ hơn. Đấy, tôi có rất nhiều học viên là bán lẻ cho người Việt sống ở nước ngoài hoặc là bán cho người bản địa. Đặc biệt hiện nay thì
rất nhiều bạn đang bán sang thị trường Đông Nam Á, gồm có Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia. Đấy là những cái thị trường tốt, là những thị trường rất tốt mà các bạn có thể bán hàng sang bên đó được. Vâng, thế thì tôi sẽ tổng kết lại cái video này và tôi sẽ để cái thông tin liên hệ để các bạn có thể liên hệ với tôi để tư vấn sau nhé. Các bạn muốn bán hàng ra nước ngoài thì một là các bạn phải có sản phẩm phù hợp. Đấy. Không thể bán những cái sản phẩm cồng kềnh được, bởi vì cồng kềnh nó rất là tốn chi phí vận chuyển, cồng kềnh nặng là tốn chi phí lắm. Hãy chọn những sản phẩm nhỏ gọn, có giá trị cao, đấy, an toàn, không bị vỡ, không bị hỏng. À, ví dụ như thế, ví dụ như đồ điện tử, ví dụ như thời trang ở Việt Nam là đồ thủ công, đấy, rồi hàng sản xuất ra được rất là tốt. À, hoặc là nhập hàng từ Trung Quốc về rồi bán, hoặc là bán sang nước ngoài nhưng mà đánh hàng từ Trung Quốc bán sang luôn, không cần đi về Việt Nam nữa, tốn thêm một khoản chi phí mà đi thẳng từ Trung Quốc sang. Rồi, đấy là về sản phẩm. Thứ hai là về giá. Giá thì phải ít nhất là gọi là chịu cover, tiếng Anh nó gọi cover, tiếng Việt thì gọi là bao phủ và trả được, chi trả được các cái khoản chi phí quảng cáo. Đấy. Chi phí giao vận, chi phí vận hành. Đấy. Và đầu Việt Nam, đầu bên quốc gia đó. Rồi thì những cái chi phí khác. Thế thôi, đấy là những cái chi phí cơ bản. Thì ví dụ như mình có thể là nhập giá 1 mình bán ra bán giá 3, giá 4 thì mình vẫn sống được. Tùy sản phẩm. À, đấy là cái thứ hai là về giá. Đúng không? Thứ ba là về kênh bán. Đấy, kênh bán thì có thể có Facebook, có Google, có YouTube, có TikTok, có X, có LinkedIn, có Microsoft, đấy, có Apple quảng cáo nếu mà các bạn chạy các phần mềm. Đấy, rồi thì có Amazon nếu mà các bạn bán lẻ, dropship, vân vân. Bán hàng thủ công thì có Etsy, có eBay đấu giá đúng không? Còn bán hàng B2B thì có thể tìm khách hàng thông qua JD hoặc là Alibaba. Đấy là những cái công cụ và ứng với mỗi một công cụ đấy chúng ta đều phải học hết, được, chúng ta đều phải học rất là kỹ. Đấy, nha. Dễ nhất là chúng ta chạy Facebook, đấy là dễ nhất. Facebook, Google, Zalo, TikTok hoặc là bán sang Trung Quốc thì chúng ta lại phải sử dụng cái công cụ của Trung Quốc nha. Ok, nhưng bán toàn cầu thì nó sẽ sử dụng những công cụ toàn cầu dễ hơn. Instagram, rất nhiều bạn học viên là bán tóc giả bằng trên nền tảng Instagram rất là tốt. Đấy, tôi có dạy cho một số học viên chủ doanh nghiệp, người ta bán tóc sang châu Phi, người ta bán tóc sang những cái nước như là Mỹ, bán rất là tốt. Có tháng bán vài tạ tóc, bán cả tấn tóc, kiếm nhiều tiền lắm. Rồi, sau đó thì đấy, đơn giản tiếp theo là mình tạo website hoặc landing page bằng tiếng Anh và tiếng bản địa. Rồi thì tạo fan page bằng tiếng Anh hoặc tiếng bản địa, ưu tiên tiếng bản địa. Đấy, và nội dung thì có chuyên gia có thể thuê dịch hoặc không để dùng Google dịch. Và khi dùng Google dịch thì nên sử dụng những cái từ tiếng Việt là những cái câu đơn, câu trực tiếp, câu rõ nghĩa thì khi dịch nó rất là dễ. Đấy, và bắt đầu đăng lên và chạy. Và nếu có thể thì có thuê phiên dịch viên để người ta kiểm tra lại nó chính xác hơn. Cơ bản thì Microsoft hoặc là Google thì đây hoặc là Facebook, những công cụ AI họ dịch bây giờ rất là tốt. Đấy, xong đó là phải thuê một cái đơn vị vận hành, tiếng Anh nó gọi là fulfillment, người ta chuyển hàng cho, người ta tư vấn cho, người ta thu tiền cho, người ta thanh toán cho mình. Đấy, chắc chắn là phải có vì mình không tự làm được đúng không? À, thông qua những cái đơn vị express đấy họ giao hàng. À, đặc biệt là những cái thương hiệu của Việt Nam nó rẻ. Đấy, ok. Thế tiếp tục là chúng ta bán xong thì chúng ta phải chăm sóc khách hàng, chúng ta phải tư vấn cho khách hàng thêm để mà họ tái mua thông qua những cái tin nhắn, thông qua email, tùy từng thị trường, tùy từng quốc gia. Rồi thì cái video này thì tôi nói sơ bộ về cái cách mà bán hàng ra thị trường nước ngoài và bán rất là tốt. Nếu mà các bạn có sản phẩm, có nhà máy thì bán rất là tốt, không phải là bán ít đâu. Có những học viên của tôi là chạy quảng cáo mỗi tháng là chạy vài tỷ tiền quảng cáo. Đấy, vài tỷ tiền quảng cáo để mà bán hàng sang Đông Nam Á. Tôi cũng có những bạn gọi từ nước ngoài về muốn học. Có ông Hoàng Dubai rồi thì nhà cái đến từ châu Âu muốn học để chạy quảng cáo vân vân, nhưng mà tôi thì những cái sản phẩm dịch vụ đấy thì tôi không không dạy, cũng không chạy. Dạy thì vẫn dạy theo kiểu là hướng dẫn cho các bạn cách làm, thế còn các bạn dùng vào việc gì thì tôi không biết. Thế còn thuê tôi chạy là tôi không 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 chạy. Hoàn toàn không chạy luôn, tôi cam kết điều đấy. Đấy, mọi người
cân nhắc đi nhé, nếu mọi người có sản phẩm hoặc nếu mọi người muốn bán hàng ra nước ngoài. Đấy. Nói chung là không dễ, không dễ. Bởi vì dễ thì có lẽ là trẻ con nó cũng làm được, nhưng mà làm được đúng không? Học kỹ rồi làm thử. Ok, nếu mà các bạn cần thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0989 623 888. Vâng, tôi dạy cho các bạn, tôi tư vấn cho các bạn, còn các bạn dùng vào việc gì tôi không có đánh giá, đúng không? Ông Hoàng Dubai hay là nhà cái đến từ châu Âu ABC gì Z đấy là việc của các bạn. Bán sản phẩm xuất khẩu vân vân rất là tuyệt vời. Đấy, nha, gọi điện hoặc Zalo, Facebook của tôi là Facebook là facebook.com/phananhonline. Các bạn nhắn tin thì các bạn phải, bây giờ nó hay vào spam nó phải báo. Hoặc là Zalo cũng là 0989 62388. 62388 cái số này các bạn search là ra ngay. Các bạn search là Nguyễn Phan Anh hoặc là PA Marketing là ra ngay. Ok. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video khác. Xin cảm ơn.